Trời, Hùng Lê Hùng rất là sung sướng. Chúng tôi trở lại cái phần livestream quay số trúng hột xoàn. Đây là khoe sơ với lại quý vị thôi, bởi vì chúng tôi không thể nào rinh cả một cái tiệm hột xoàn về đây được. Đây là cái phòng mà một cái phòng rất là đặc biệt, chỉ chơi cái vào trò chơi livestream này thôi. Thì chúng tôi chỉ có mang những cái mặt hàng mà nói chung là rất là phổ biến trong cái tiệm hột xoàn bây giờ. Và đặc biệt hơn nữa là cái thùng quay số ở đây nha quý vị. Chúng tôi sẽ quay và chỉ có một số trúng mà thôi. Và giá chúng tôi trúng chỉ có một giá. Rất đơn giản, 1 carat 11 hộp xoàn Lab Diamond có chứng chỉ bởi công ty GAA. Cái câu hỏi đầu tiên, cho anh hỏi một câu nó hơi direct. Có nghĩa là thường thường là người Việt Nam mình nữa là hay nói là không có nói dòng dài. Lab Diamond có phải là hộp xoàn giả không? Dạ không phải. Với là hộp xoàn gì nè? Dạ Lab Diamond là cũng là hộp xoàn. Là cái nguồn gốc là từ hộp xoàn nhưng mà được nuôi trồng trong phòng lá. Cho nên thời gian mà để mà ra một cái hộp xoàn nó nhanh hơn. Và mình có thể điều khiển được, điều chỉnh được là cái độ đẹp, cái quality của cái hộp xoàn. Cho nên Lab Diamond có những... Em ơi, cho anh ngắt cái này nhé. Dạ. Nhanh hơn là cái gì vậy em? Ví dụ như là Natural Diamond là chúng ta đều biết đó là những cái hộp xoàn mà mình khai thác từ trong lòng đất. Thì nó cần bao nhiêu thời gian đó trong cái trái đất mình nó hấp để trở thành một cái hộp xoàn? Triệu năm. Triệu năm hả? Ủa sao em trả lời lẽ vậy? Có đúng triệu năm không? Nó vài triệu năm. Vài lâu đến vậy luôn hả? Rồi bây giờ khi mà họ chuyển qua mà vấn đề lab đó thì cái thời gian đi lẹ thế nào? Lẹ cỡ như 2 ngày không? Dạ 2 ngày không, tới 2 ngày nhưng mà có thể khoảng 2 tuần đến vài tháng, một vài tháng. Ồ, có thời gian đó phải cũng phải lâu như vậy. Người ta phải cần người ta phải cần đúng cái thời gian để mà người ta dùng mà nào là carbon rồi cũng phải còn phải có hạt giống đúng của diamond. Như vậy thì nó mới mọc ra cái đai cái cây diamond. Đúng không? Cũng giống như cái livestream trước Hùng Lê Hùng vừa giải thích cho quý vị đó, là ví dụ như mình muốn có một cây nhãn, mình muốn ăn trái nhãn, mình muốn trồng cây nhãn, mình phải có cái hột nhãn mình trồng trước. Như vậy thì mình mới có được cây nhãn và hy vọng là mình phải tưới nước, bón phân kỹ lưỡng rồi thì nó mới ra được trái nhãn. Hoặc là có một cách thí dụ rất là dễ hiểu nữa là thí dụ như là gà đi. Thì một con gà bình thường đó thì chúng ta biết là cứ thả rong ở ngoài vườn, rồi khi nào mà mình muốn nhậu thì mình cứ mang con gà đó về. Hoặc là nếu mà mình ra ngoài tiệm mình mua gà thì dĩ nhiên gà đó người ta gọi là gà nông nghiệp. Thì cái gà nông nghiệp đó nó khác biệt là chỉ có con gà đó nó không có đi rong mà nó phải nằm trong lòng và phải được con người mình chăm sóc. Ví dụ như là coi sức khỏe con gà, thỉnh thoảng cũng có bác sĩ khám con gà coi là con gà nó có được bình thường hay không, rồi còn phải cho ăn những thức ăn của nông nghiệp cao cấp. Như vậy thì mới hỗ trợ được con gà nó phát triển một cách nó tốt nhất. Thì bây giờ ngành hột xoàn cũng vậy, nó phải xuất thân là giống hột xoàn thì người ta vào trong cái lab đó họ nuôi thì nó mới mọc ra những cái tia hột xoàn. Như vậy thì hột xoàn rõ ràng Lab Diamond nó là một cái có thể gọi là hột xoàn nông nghiệp được không? Dạ. Hột xoàn nông nghiệp. Dạ. Thì nếu mà mình dùng cái cách đó giải thích thì rõ ràng nó là nông nghiệp thôi đúng không quý vị? Dạ. Còn nếu mà anh dùng cái chữ nhân tạo thì em thấy sao? Dạ, nhân tạo cũng đúng, cũng do con người mình tạo ra, nhưng mà mình lấy nguồn gốc từ hột xoàn cho nên nhân tạo, nhưng mà đó là thật chứ không phải nhân tạo. Là cũng có những ngoài thị trường có những nhiều cái hột xoàn khác thì đó không phải là hộp xoàn thật, là moissanite thì cái đó là hộp xoàn giả. Cho nên nhiều người, có rất nhiều người Việt Nam mình hiện tại bây giờ đang hiểu lầm giữa moissanite và hộp xoàn lab. Thì khi mà tụi em nói hộp xoàn lab người ta cứ nghĩ là để xem giống như moissanite, nhưng mà cái đó khi mà mình thử bằng cái cây thử hộp xoàn thì nó lại không ra là hộp xoàn. Nhưng mà hộp xoàn lab thì mình thử ra hộp xoàn. Anh đó, anh thì nghĩ rất là đơn giản thôi, anh thì thấy rất là đơn giản. Nếu mà dùng cái chữ nhân tạo đó thì cái chữ đó nó rất là phổ thông. Nó rất là chung chung. Thì mình có thể dùng cái chữ nhân tạo là mình làm một cái việc gì hoặc là làm ra một cái gì đó, nó không cần cái nguồn gốc của cái gì đó. Ví dụ như bây giờ mình lấy một cây củi, mình đốt lên nó thành tro, rồi mình biến cái tro đó trở thành kim cương hột xoàn, thì cái đó gọi có thể gọi là nhân tạo. Còn nếu mà chúng ta dùng cái hạt giống của hột xoàn thiên nhiên từ trong lòng đất để mà chúng ta nuôi bảo vệ rồi chăm sóc, rồi phải có bác sĩ tới để kiểm kê rồi để kiểm tra cái phần hộp xoàn nó như thế nào nhé, như vậy thì nó mới grow lên. Thì khi mà nó grow lên như vậy thì rõ ràng nó phải có cái hạt hạt giống của cái hộp xoàn. Như vậy là mình không thể nào mà gọi là nhân tạo được, đúng không? Thì nó phải là hộp xoàn gọi là lab, là có cái bàn tay con người hỗ trợ để mà nuôi. Thì hiện tại bây giờ cái công ty Noble đó quý vị, chúng tôi rất là may mắn lại xin chúc mừng cho một thương hiệu
người chủ lại là hoàn toàn 100% người Việt Nam, đặc biệt nhất là những người bạn trẻ, những người rất là tài, trụ sở tại Dallas. Noble là một cái thương hiệu mới ra thị trường vào khoảng chừng năm 2018 thôi. Và đến bây giờ thì nghe đâu là họ đang sắp sửa khai trương tiệm thứ 3. Nếu mà như vậy thì có cách khoảng chừng hơn 5 là ra một chi nhánh. Hơn 1 năm ra một chi nhánh. Vậy 10 năm tới Noble có thể lên tới được 9 tiệm, 15 tiệm, 20 tiệm không? Em nghĩ chắc 30-40 tiệm. Lý do tại sao mà Noble phát triển mạnh như vậy? Vậy cái goal thì maybe 1 năm 2 tiệm, 3 tiệm. Lý do tại sao mà có thể mà nhảy chi nhánh lẹ vậy? Dạ tại vì tụi em muốn đem đến những cái sản phẩm chất lượng, những cái nữ trang chất lượng, hộp xoài chất lượng cho khách hàng. Và tụi em mình muốn làm việc một cách giống như là mình rõ ràng giống như những cái công ty cửa hàng của Mỹ. Thì như vậy thì mình mới có sự uy tín của những người khách hàng thương yêu thì ủng hộ mình. Yeah, cho nên cái điều đó có thể giúp tụi em có thể mở rộng tiệm tốt hơn. Đúng là con gái thời nay, phải không quý vị? Phụ nữ thời nay họ nói chuyện rất là thông minh. Chứ thật ra cái câu của anh hỏi là tiền đâu ra mà mở lẹ vậy, có phải là nằm ở trong cái kỹ nghệ hoàng kim là làm được nhiều lời lắm hay không em? Hay là em phải bán rất là nhiều khách thì mình mới có được nhiều lời, và mình có nhiều lời thì mình phải mới mở chi nhánh được. Mà cái câu đầu tiên là muốn bán nhiều khách, rõ ràng là phải có đạo đức và uy tín, điều đó là điều quan trọng. Nếu mà 2018 quay ngược về cái dòng lịch sử của Noble, khi mà Noble bắn một phát súng đầu tiên tại Dallas này mà mở ra, nếu không có uy tín, không có đạo đức, bán không có người khách nào ủng hộ, tiền đâu ra mà mở chi nhánh? Dạ đúng rồi. Dạ, phải không? Nếu mà giải thích kiểu vậy là thật sự là tại vì phụ nữ thông minh họ nói nhẹ nhẹ đó quý vị, hùng thì hùng ác là ào ào hùng khai bạch tuột ra luôn. Như vậy nhá. Bây giờ thật sự là có nhờ Selena ở đây, bây giờ cho Hùng khoe lại cái khoay vàng bạc đá quý của tôi nhé, ngoại trừ cái tay của Hùng, đây là nhẫn cưới của tôi cho nên là không có rơi vào trong cái tài sản của Noble. Hiện tại bây giờ trong công ty Noble đó, đây quý vị, cho Hùng lên Hùng khoe lại nhé. Đây là cái viên kim cương mà cái giá được quay số trúng thưởng là đây, phần quà quay số trúng thưởng của công ty Noble đây. Hùng không có thể nào lấy ra được bởi vì chúng tôi tặng loose diamond, có nghĩa là tặng thẳng viên kim cương để cho quý vị có thể dễ tận dụng. Mình có thể là làm nhẫn cưới, nếu không là mình làm dây chuyền, hoặc là mình có thể tặng cho Mother's Day sắp tới. Khi mình nhắc tới Mother's Day đó quý vị, nếu mà quý vị mua hộp xoàn của chúng tôi đó thì chúng ta còn có khuyến mãi, ví dụ như là đi kèm vỏ. Hay là mình có thể tư vấn cho khách hàng chọn những cái vỏ nào đi đôi với lại cái viên kim cương không? Dạ được. Có on sale không em? Hay là chưa biết mà? Nhưng mà fan của anh Lê Hùng là sẽ có. Ồ vậy hả? Cho sao sang vậy? Như vậy thì quý vị cứ mạnh dạn gọi vào số điện thoại của Hùng mà nói trên. Và cứ gọi, cứ nhắc tới đây là khách của Hùng Lê Hùng. Trả giá quý vị ơi. Là trả giá nhá. Trả giá chứ không là chặt chém nhá. Thì đây là cái viên kim cương mà chúng tôi thông báo trên Facebook là Lab Diamond 1 carat 11, có chứng chỉ của GAA. Và dĩ nhiên là trên cái bàn này của Hùng là Hùng chỉ đợi đơn giản là cái loose diamond thôi. Chứ thật ra thì chúng tôi còn có cái chứng chỉ của cái GAA này cho gửi về cho quý vị nếu mà quý vị trúng thưởng. Và dĩ nhiên là chúng tôi cũng sẽ gửi luôn bao luôn tiền cước phí. Nếu quý vị mà đang ở Cali hay là đang ở bên New York, Florida thì chúng tôi cũng sẽ gửi bảo đảm về cho tận nhà quý vị cho cái viên kim cương này. Và vì cái điểm mà chúng tôi rất là thương mến, quý vị nào mà đang ở xa, không có ở gần Dallas hoặc là vùng phụ cận đó, cho nên chúng tôi bảo đảm quý vị cứ ở nhà shop online với noble.jewelry. Thì vào cái trang noble.jewelry đó thì quý vị có thể thấy được cái list mà của hộp xoàn rồi vàng bạc kim cương và Rolex. Nhưng cái trang đó nó rất là giới hạn. Nếu mà quý vị có thể gọi vào mà những cái món hàng nào mà quý vị đang tìm mà không có thấy trên cái trang của noble.jewelry đó thì quý vị cứ gọi phone, gặp một trong những người đàn bà thông minh như thế này, phụ nữ thời nay thông minh như thế này, một người tư vấn rất là rõ ràng về về hộp xoàn kim cương. Hay là thì có một trong những cái lý do mà của Rolex mà Hùng rất là mê là tất cả những sản phẩm của Rolex đều làm in-house, có nghĩa là công ty Rolex họ có xây dựng một cái hãng rất lớn ở Thụy Sĩ và họ làm từ những cái mặt kính rồi dây, ngay cả những con ốc,
những cái lò xo nằm phía trong bộ phận của họ cũng đều làm bằng Rolex, của thương hiệu Rolex mà thôi. Có nghĩa là họ không có mua râu ông này, ông cắm cầm bà kia. Ví dụ như là Cartier hoặc là có những công ty như là đồng hồ Omega chẳng hạn đi. Thì những cái công ty đó đó họ có thể là mua con ốc của công ty này, họ mua cái bản lề của công ty khác để họ ráp vào để cho nó tiện. Thì dĩ nhiên là đồng hồ đó vẫn là xuất thân của họ mà thôi. Nhưng họ không có những cái máy giặt mà kim loại cứng. Ví dụ như là cái miếng kiến Sofai. Thì Sofai thì nó là một loại đá chống chày thôi, nó rất là tốt. Nhưng chưa chắc là chất lượng như nhau, bởi vì những cái công ty mà làm ra cái mặt kiến mà Sofai, đặc biệt nhất là Rolex, họ phải cần những cái máy rất là tối tân, rồi phải đúng theo cái tiêu chuẩn của các ông Rolex mà ông đầu đời ông yêu cầu làm ra đó. Thì họ phải cần đầu tư trong một cái lĩnh vực để làm kiến Sofai mà thôi. Cho nên kiến Sofai của Rolex là họ rất là kỹ, vì ở cái điểm đó cho nên là họ làm everything in house, nên là từ A cho đến Z đều là phải Rolex hết. Ngoài cái việc mà Rolex làm in-house ra đó, thì mình còn có một số Rolex khác, là có nghĩa là cái dòng gọi là aftermarket, có nghĩa là gọi xe phân đó. Ví dụ như phân đi, ví dụ như lâu lâu mình mua chiếc BMW, nếu không mình mua chiếc Lamborghini, mà hoặc là chiếc Honda thông dụng nhất là chiếc Honda, chiếc Toyota, mà mình mua về mình thấy chợ sao cái đèn này không có được đẹp nè, cái đuôi này nó không được dính nè. Thì nhiều lúc mà là mình đi vào trong một cái tiệm mà bán những cái đồ mà của xe đua đó, mình mua cái đuôi nó gắn lên, mua cái rim nó bự ra chẳng hạn như vậy, thì những cái kèm đó đó thì mình người ta gọi thông dụng trong giới hoàng kim thì họ gọi là aftermarket. Thì khi mà aftermarket, lúc đó Noble mới tham gia. Thì Noble là cái thương hiệu hỗ trợ cho những cái aftermarket đó. Nếu quý vị có nhu cầu và yêu cầu đồng hồ của quý vị làm một cái unique hơn, thí dụ như là đồng hồ như thế này, thì đồng hồ như thế này đó mà muốn tất cả đều phải làm bằng Rolex từ trong hãng Rolex thì rất hiếm, bởi vì Rolex hơi khó chịu, không có chịu làm nhiều. Nhưng nếu mà mình đi tìm những cái Rolex mà đính hết tất cả kim cương như thế này thì cứ chờ Rolex hoài, Rolex đâu có chịu làm. Thì thay vì như vậy đó thì cũng có một cách khác, là quý vị có Rolex sẵn rồi, quý vị cứ liên lạc với công ty Noble chúng tôi và chúng tôi sẽ tư vấn những viên kim cương đính kèm lên cái đồng hồ của quý vị đang có. Thí dụ như là hộp xoàn bao nhiêu lớn, kích cỡ như thế nào, độ sáng kim cương có đều hay không, đính đá từ trong ra ngoài. Thì chúng tôi là công ty chuyên làm những cái phụ kèm mà gọi là unique đó. Thí dụ như mà em gặp một người khách đi vào trong tiệm của em, phải không, là em có thể đoán ngay: chị ơi, 2 cara nó chưa có đủ sang như chị, chị nên mua 3 cara hoặc là 5-6 cara. Có em có cái vết tư dùng cái phong thủy để tư vấn cái nét đẹp của khách không? Em cũng có thể giúp chút, nhưng mà đa số là em tùy theo cái budget của người khách. Thì em hỏi ta trước hả, chị mang theo nhiêu tiền vậy? Dạ, ai mà làm như vậy? Không phải là hỏi bao nhiêu tiền, nhưng mà mình hỏi là mỗi người khách người ta muốn xài cho bao nhiêu cho cái món đồ đó. Mình không muốn là mình ép khách, mình không muốn là mình pushing khách. Cho nên nhiều khách họ mình muốn biết là khách có thể muốn trả bao nhiêu. Thì mình, tại vì hộp xoàn nó rất là vô giá, giá nào anh cũng có thể có được một viên hộp xoàn hết. Nếu mà chỉ tìm mua cái hộp xoàn 3 carat và cũng chứng chỉ là của GAA và nước F, độ than là VVS1, thì cái giá thị trường của hộp xoàn natural là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, cái giá của hộp natural, hộp thiên nhiên á, là khoảng 100 mấy ngàn, 105 đến 100. Hơn 100 ngàn đô la hả? Đúng rồi. Nó có 3 carat chứ không phải là 30 carat nha em. Hơn 100 ngàn. Hộp xoàn thiên nhiên rất là mắc tiền hơn hộp xoàn lab rất là nhiều. Còn nếu mà cũng như nhau, dạ, vẫn là certified của GEA, một trong những công ty mà đi đánh dấu chứng chỉ hộp xoàn uy tín nhất của cái địa cầu mình đó, chứ không phải là nước Mỹ đâu nhé quý vị. GEA là một trong những công ty hàng đầu để đánh giá hộp xoàn. Nếu mà vẫn 3 carat, vẫn là của GEA, vẫn là nước F, vẫn là VVS1, mà mua lab diamond là hộp xoàn, mà hộp xoàn nuôi chứ không phải là hộp xoàn nhân tạo nha quý vị nhé. Có thể nhiều người ta dùng cái chữ nhân tạo, nhưng mà bởi vì chúng tôi đính chính là cái chữ nhân tạo đó nó rất là chung chung, mình rất là khó định hình được và hiểu rõ cái chữ nhân tạo, nên chúng tôi rất là thích gọi đó là hộp xoàn nuôi nếu nó tiếng Việt. Nếu quý vị nào mà đang ở những Hoa Kỳ dùng tiếng Anh thành thạo thì chúng ta gọi là lab grow diamond. Lab là một cái phòng thí nghiệm,
grow là nó phải có sự phát triển, và cái chữ phát triển dĩ nhiên là nó phải có nguồn gốc của diamond thì nó mới phát triển. Chứ bây giờ nếu mà mình mang cục kẹo sô cô la mà mình vô mình grow trong cái lá, làm sao mà nó ra được diamond? Cho nên nếu mà dùng cái phân tích đó thì rõ ràng hộp xoàn lá grow nó phải có hạt giống của diamond, và chúng nó chung một dòng họ là diamond, chứ không cần nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua là họ lab, họ dùng những cái kỹ thuật tân tiến hơn để có thể thúc đẩy cái hộp xoàn nó grow lẹ hơn. Rồi cho nên việc vấn đề môi trường chúng ta không cần phải đi đào mỏ xuống cái địa cầu của mình để mà đi tìm hộp xoàn. Vì cái điểm đó cho nên họ giá thành phải rẻ hơn. Và bây giờ rẻ là bao nhiêu? Như cái câu hỏi hồi nãy thì hai cái như nhau, thì nếu mà mua cái lab thì nó còn bao nhiêu tiền? Anh không có sẵn sàng nghe nói chứ. Tại đây em đang kiểm tra cái bóp của anh coi. Bên em là có thể là xài thẻ credit card, rồi còn có Zelle, Venmo, rồi tiền mặt họ cũng nhận luôn. Có trả góp không? Dạ, tụi em có chương trình finance up to finance. Em có nói đùa thôi mà em có thể cho nợ hả? Có phải tại vì cái mặt của anh nó thấp thiện cho nên em cho nợ không? Chứ thật ra là làm sao bạn có thể mà cho nợ mua hộp xoàn nữa? Dạ. Anh chỉ nghe là mua nhà hoặc là mua xe hơi thôi, chứ ai mà mua hộp xoàn mà lại trả góp được hả em? Dạ, vẫn được. Dạ, ok hả? Dạ. Tại vì em có Wells Fargo sponsor cho tụi em, thì tụi em Wells Fargo đứng ra cho mượn tiền. Vậy là em dùng cái hệ thống ngân hàng của quốc tế, chứ không phải là những cái hệ thống ăn lợi cắt cổ, chơi tiền đen được không? Không phải không? Ừ, một ngày nào đó mà anh không có trả học xoàn em, không phải là kiếm người tới nhà anh đòi học xoàn chứ đúng không? Đó, có chương trình finance của các nhà băng Hoa Kỳ, cho nên là họ có thể làm refinance, có thể là finance cho quý vị. Rồi, nếu mà như vậy thì bây giờ cái hộp xoàn lá thì nó bao nhiêu tiền? Dạ, hộp xoàn lá mà y chang như cái nước, giống như cái hộp xoàn thiên nhiên mà đã anh Hùng nói mà em đã báo giá là khoảng 105-110 ngàn á, thì hộp lá là khoảng chừng trên dưới 20-25 ngàn. Bây giờ ở đây đó, Hùng sẽ khoe qua vài cái món thông dụng và cái thói quen của người Việt Nam mình hay sử dụng, nhất là đồng hồ Rolex Two Tone. Thì Two Tone này đó quý vị, thì thường thường đó nam giới bây giờ rất là mê, là bởi vì họ có vàng 18 hoặc là rose gold, và ở hai bên đây thì là cái này gọi là inox hay gì em? Yeah, stainless steel. Stainless steel. Stainless steel là tiếng gì, cái bản gì? Là inox hay là cái gì anh? Stainless steel hả? Vẫn gọi là stainless steel hả? Stainless steel. Thì khi mà họ two tone như vậy thì rất là sang. Nhiều lúc mình mặc đồ vest, mình đi ăn lễ cưới nó cũng rất là gọn. Hay là nhiều lúc mình đi chơi thể thao mình mặc quần jean, hoặc là ngay cả mình đi làm nail thì mình mang nó cũng rất là dễ, là bởi vì cái độ dày và nhìn cái kiểu nó rất là xịn, cho nên là nó không có quá kén chọn trong những cái trường hợp mà mình nên đeo như thế nào cho nó đúng với cái đồng hồ. Thật sự là trong tiệm nail của Hùng làm, và Hùng đi rất là nhiều tiệm nail, thì Hùng cũng bắt gặp rõ ràng là các anh chàng trai Việt Nam mình rất mê Rolex. Thì đây là một trong những cái model rất là thịnh hành, và thường thường cái Rolex như thế này thì khoảng bao nhiêu tiền em? Dạ, cái đồng hồ Rolex mà như thế này mà giá hiện tại bây giờ là có thể khoảng chừng 22 ngàn đô. Dạ. Cái câu nói của em là giá hiện tại, bộ nó có giá quá khứ hả? Tại sao lại có dùng cái chữ là giá hiện tại? Dạ không phải, tại vì hiện tại bây giờ Rolex rất là khó, trong cái authorized dealer của họ, trong những cái mall, những cái shopping, những cái store lớn của họ đó, khó tìm hàng. Khó tìm. Và bây giờ khách hàng mà vô trong đó là vài tháng trước á, là vô là anh phải bỏ tên xuống, anh phải đợi deadline, đợi dạ thì waiting list dạ. Nhưng mà mình không biết bao lâu là họ sẽ kêu mình, dạ mình cứ bỏ waiting list thôi chứ không biết là bởi vì hàng rất hiếm. Dạ, đúng rồi. Có phải là tại vì dịch cho nên là tàu bè nó chở Rolex nó vẫn nằm ở ngoài khơi, như là mình hay nghe chung đời vấn đề làm nail hay không, mà Rolex nguyên cả một cái tàu Rolex nó đang đậu ngoài khơi, nó không cho cập bến à, vì dịch hay sao? Lý do tại sao mà nó hiếm như thế này? Dạ, tại có rất là nhiều người truy lùng mua, dạ, Rolex. Dạ, người truy lùng mua Rolex thì họ đã vô những cái store đó. Wow, người ta mua nhiều đến nỗi mà Rolex làm không kịp luôn hay sao? Nó phải có quay Rolex thì người ta có limited, làm cái số lượng rất là không có vừa đủ thôi chứ không có nhiều. Cho nên đó là lý do sao những người mà vô truy lùng, vô mua ra hết thì không có đủ để cho những cái store đó bán lại cho những người khách hàng thường dùng. Wow, là bởi vì Rolex họ làm in-house, họ có bao nhiêu nhân sự, họ chỉ làm bao nhiêu đó cái thôi. Họ không có subcontract với lại những cái hãng sản xuất đồng hồ khác để mà họ mua part về. Vì ở cái điểm đó đồng hồ của họ nó bị giới hạn. Nếu mà có nhiều người mua nhiều quá thì chúng ta phải chờ. Và hiện tại bây giờ là đây là cái khoay mà chúng tôi chỉ mang trong cái livestream này thôi, là có bao nhiêu đồng hồ này và rất là nhiều cặp đôi như thế này. Thì một cái đi kèm cho người yêu, còn một cái là cho mình.
hoặc là ngược lại, một cái cho ông chồng và một cái cho mình. Và nó cũng có rất là nhiều mẫu mã ở đây đó. Thì ngoài ra Hùng cho khoe thêm là có nhiều vỏ kim cương. Thì những cái vỏ này là họ đã làm sẵn, có nhiều cái mẫu mã họ làm từ Italy. Xin Selena quay nhẹ nhá. Và chỉ rơi ra một phiếu mà thôi. Trời ơi may mắn, trời ơi người nào may mắn được viên kim cương 1 carat 11 của chúng tôi đây. Quay đều, nó chưa ra hai em? Nếu mà nó chưa ra thôi em quay ngược thử coi. Quay ngược. Từ từ nhá, rồi đây từ từ rồi quay lại. Quay đều. Ơ, à, nó ra rồi kìa, nó chọn nó. Đây, tay của tôi sạch sẽ nha. Đây, đó. Trời ơi, 1 carat 11 sẽ rơi vào tay của người nào đây? Trời ơi. Ê, bây giờ, trước tiên là điều đầu tiên cho Hùng thông báo và khuyên với là cả nhà. Sở dĩ mà chúng tôi có được một cái trò chơi vừa vui vừa cái giá trị như thế này là xin cảm ơn Noble. Quý vị có thể lên shop online noble.jewelry. Họ là trụ sở tại Dallas. Nếu quý vị mà đang đi vacation hoặc là có sống ở vùng phụ cận của vùng Dallas, xin quý vị hãy ghé về đây. Và bắt buộc quý vị, xin quý vị hãy ghé dừng chân để có thể tham quan Noble của chúng tôi. Có thể thấy được là có nhiều hộp xoàn, nhiều hộp xoàn kích cỡ khác nhau, natural diamond, rồi còn có luôn là lab diamond, có Rolex, có Cartier đủ kiểu nhá. Và bây giờ xin Hùng nhờ Selena cầm cái điện thoại này để chúng ta có thể gọi người khác mà trúng 1 carat nha, là nhận được hay không nhá. Rồi ta hộp. Ê, xin chúc mừng Kate. Kate không phải là cái bánh nha quý vị. Kate Khuê Lâm. Wow, với số phone 408, bấm đi em, 408 619 8528. Wow, xin chúc mừng Kate Khuê 528. Gọi ngay. Rồi đây, xin mời nhá. Rồi đây, với speakerphone. Cái số mà 405 này là mã vùng ở đâu đây? Có phải là Iran hay là Iraq này em? Có khi nào mà ở xa xôi không ta? Yeah, Russia. Oh my god. Không bắt phone là không được chúng nha. Ồ sao không bắt phone vậy? Thấy ơi ngủ hả? Hộp xoàn đây nè. Ôi. Còn đang reo, có phải là đang làm nail chưa có về không? Có phải là đang làm nail chưa có về không quý vị? Hello. Please leave your message for 406-1985-28. Xin cảm ơn con robot. Hi Kate, đây là Hùng, Lê Hùng và Selena. Chúng tôi gọi từ công ty hộp xoàn noble.jewelry.com và địa chỉ của chúng tôi tại đang Dallas. Hùng, Lê Hùng đang có tham gia vào cái chương trình quay số trúng kim cương và tặng viên kim cương là 1 carat 11 với chứng chỉ GAA Lab Grow Diamond. Và xin chúc mừng Kate là người trúng giải viên kim cương của chúng tôi. Xin nếu Kate nghe được cái tin nhắn này, xin mời Kate hãy liên lạc với công ty chúng tôi và cho địa chỉ thông tin để chúng tôi có thể gửi viên kim cương này về nhà cho Kate, hoặc là chúng tôi có thể tư vấn Kate chọn cái giỏ hoặc là cách nhận kim cương dùm cho Kate. Chúng tôi có những cái giỏ rất là đẹp, kỹ thuật rất là cao, có là vòng đeo tay, đeo cổ hoặc là bông tai hoặc là nhẫn để mà đính hôn. Xin một lần nữa xin chúc mừng Kate rất là nhiều đã tham gia vào chương trình quay trúng thưởng của chúng tôi. Và bây giờ cho quý vị xin Hùng Lùng cảm ơn một lần nữa cái sự tham gia của cái mặt các quý vị ủng hộ trên chương trình livestream của chúng tôi. Xin quý vị hãy nhớ dùm cho Hùng Lùng, Noble là công ty tặng viên kim cương 1 carat hôm nay cho cái chương trình quay số của chúng tôi. Và hy vọng quý vị cứ tiếp tục theo dõi cái livestream của Hùng Lê Hùng, nhiều phần giải thưởng cho quý vị trong tương lai. Good night. Oh la la. Yeah.